Minh có ship hàng không ạ? Xin kính chào quý bà con và đặc biệt quý anh chị em cộng tác viên của Thu Thúy Nguyễn Huyên. Thì đối với cái môi trường giao hàng, ship hàng hiện nay thì rất là tiện lợi, thì em có thể tạo điều kiện cho tất cả cộng tác viên trên toàn quốc và cũng như quý bà con, thì em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc cho bà con. Khi mà bà con, đặc biệt khi bà con muốn mua thuốc thì cũng có thể là một cách. Cách thứ hai là khi bà con mà muốn em chẩn đoán giúp cho bà con những cái phác đồ hiệu quả hơn thì các bạn có thể gửi số điện thoại, em có thể sử dụng số điện thoại của em, kết bạn Zalo rồi chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với những cái hình ảnh trực tiếp bệnh trên Zalo, thì em sẽ đưa ra cái phác đồ hiệu quả của, hoặc chúng ta có thể trao đổi với nhau thì khi đưa ra cái phác đồ hiệu quả hơn, tránh trường hợp là chúng ta bị mua nhầm thuốc và khi đó sẽ bị mất phí ship. Thì khi mà em ship rồi cho bà con giao dịch thành công thì em sẽ miễn phí ship cho bà con. Thì khi những cái bệnh tích mà khi bà con chúng ta đang nghi ngờ thì có thể gửi hình ảnh qua Zalo cho em Huyên, thì em Huyên và các bác chăn nuôi có thể là trực tiếp trao đổi và đưa ra cái phác đồ cụ thể, thì khi gửi thuốc nó sẽ hiệu quả cao hơn. Đó là xin nhắn gửi với tất cả các quý cộng tác viên và quý bà con, thì ship rất là dễ dàng đối với cái môi trường ship hàng và gửi hàng hiện nay.